Nắng luôn. Xin chào các bạn đến với chương trình Bác Tám TV. Giới thiệu với các bạn chương trình lần này là đi giải phóng mặt bằng, nhưng mà gặp vô số củ mì luôn các bạn. Để hái củ mì và nấu nước cốt dừa các bạn. Xin mời các bạn cùng xem nha các bạn. Dạ. Cụ đi là thì gồm có cái, mấy cái này nè các bạn. Đó, mấy cái cây đào này nè, với lại cái giá này nè các bạn, với lại cái này nữa nè các bạn. Rồi. Xin mời các bạn. Ok. Ủa Bác Tám, Bác Tám giới thiệu được, Bác Tám còn cái dụng cụ đang đậu trên đầu là gì Bác Tám? Giới thiệu với các bạn, đây là một cái lá sen các bạn. Cái lá sen thì ở vùng Đồng Tháp 10 của mình đó là vô số lá sen luôn các bạn. Đó, lá sen nó mọc ở dưới kia, dưới đầm kia rồi các bạn. Thì trời đang mưa lâm râm rồi, thời gian hôm nay là áp sấp nhiệt đới các bạn. Thì nước mưa nó nhiễu nhiễu như thế này, mình cảm thấy lạnh quá, tự nhiên mình thấy lá sen rồi mình hái lá sen mình úp lên thì mình lấy dây mình buộc lại làm vậy thôi các bạn. Hello. Ồ, các bạn nhìn xem một củ mì quá trời mì bự luôn nè, thấy không? Cái này là củ mì nè các bạn đó, các bạn thấy không, đó là củ mì đó. Tổ củ mì nó to mà nó nằm trơ ra mặt đất luôn ha. Đó, củ mì đó. Đây nè, các bạn xem. Wow, củ mì bự không? Cái củ mì mì này các bạn. Trồng hồi nào đâu mình cũng không biết. À, lúc đó bẻ nhánh rồi cái bắt đầu cầm cầm đây nè các bạn. Cái loại này ở miền quê thì nó cũng rất nhiều và cũng rất là dễ trồng các bạn. Ý là Bác Tám trồng lâu quá rồi, Bác Tám bên bên đi đâu luôn. Tới giờ sắn đứt luôn cái củ mì luôn rồi. Tới giờ mới phát hiện. Mấy cái củ khoai mì này nó bự mà nó kiên cố, nó giống như là cái con thấy ba đào đào thì giống như mà đi khảo cổ vậy mà. Giống như là cái cứ điểm của Điện Biên Phủ à. Nó làm ở trong đây kiên cố lắm, đào vô trong đây thì cũng gian khổ lắm á. Đó, cái củ khoai nè nó nằm. Cái này nó lâu năm lắm rồi, biết rồi, nó dài tới đâu, nó bự cỡ nào luôn. Đó, các bạn nhìn đây, mình cũng hơi thấy cái củ khoai này nó bự lắm các bạn, nó dài ra đây nè. A few moments later. Mang vô rửa nước đó, cô đang coi nào rồi. Nặng lắm. Siêu to luôn các bạn. Thôi dắt vô đi nào ơi. Dắt vô. Còn một cây kia nữa sao không? Kìa nó bỏ lại đi. Đào không có nổi nữa. Ôi
Ôi trời ơi. Làm đã đời cuối cùng làm gãy mẹ của mì còn gì nữa. Ba bỏ cái rổ này và ba cân cái cũ thôi coi bao nhiêu. 12 với 22 thì cái này 10 kg. Ôi nặng quá rồi quá. 10 kg. Mười ký đó các bạn. À, ghê gớm vậy. Nãy có 10 ký à. Cái này 16 ký. 16 ký một. Sau một hồi đào bới thì chiếc vật phẩm đã thu được bao nhiêu đây nè các bạn. Cái đó là cái tổng cộng hơn nhiều ký nữa. Cái này tổng cộng thì hồi nãy chắc khoảng 50 mấy ký. Chắc đến 50 ký. Làm những cái củ đặc biệt đó các bạn, mình sẽ chế biến ra một cái món đặc biệt thì mời các bạn xem sau nha. Còn một số còn lại mình cho anh em vòng vòng đây nè các bạn. Khủng quá. Bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn nha các bạn. Ok, cảm ơn mấy bác đã coi chương trình nha.